cầm con đá lắm. Con mẹ nó cái mẹ nó không biết giữ, rồi cái nó tha đi đâu mất hết ba con, uổng đi sợ, kiếm hoài không thấy. Mai nay mình dạy nó, tôi định chi mai nay cho nó đẻ đợt nữa, kiếm chừng chục con, bao que vô nó chục chục thằng nó xé nè. Ê, come on nè, các bạn thấy không, đã đã đó, nó khôn lắm, cái chó này nó khôn đá mà khôn, đứa con nít mà nói nó nghe, con chó cha đó. Đấy, con chó mẹ thì nó là bạch ghê, German Shepherd. Con chó cha nó loại, nó gọi là Foulen, cái loại nó bư, các bạn thấy đã. Đó, vài bữa mình dạy nó, mình lấy cái lá cờ bao que cho nó hửi, nó biết thấy bao que chỉ hoàng gào nó đốc. Hả bay hả, các bạn biết ở bên Mỹ người ta cưng chó lắm. Con chó nó xếp hạng tới thứ ba, ba que đứng hàng cuối. Hai con đã, không phải đừng có, con mẹ nó tha mất hết ba con uổng ghê luôn. Đi kiếm hoài không biết nó tha, tại nó đẻ lần đầu tiên. Khôn lắm. Mới có một tháng. Đó. Cái này là nó gọi là phao lần. Loại này nó bự lắm mà nó khôn giá mà. Vậy đó mình buông cho cái gì cho nó đẻ ra, cho nó đẻ ăn đợt nữa, xong rồi thiến đủ rồi, nếu chừng đẻ 5 con nữa là được 9 con. Mấy bao que tới là nó sắp hàng nè, mình chỉ là sắp hàng một là xung phong. Hey guy, hey. Cảm ơn. Chị này mình cho đẻ ăn đợt nữa, chừng nuôi nó giống như nuôi bầy con vậy, vui lắm. Các bạn biết chó bên này nó gọi là the man best friend, nó là người bạn trung thành nhất của người đàn ông. Thấy thương lắm các bạn biết. Không biết sao có nhiều người nhẫn tâm lại ăn thịt chó, mình không biết sao thấy tội ghen chó nó khôn. Con chó là một cái loài vật nó rất là trung thành với chủ, mà nó bảo vệ người chủ. Các bạn biết cái con chó mà đực ở trong mình để trong nhà, vài bữa con này, mấy con này là mình cho vô nhà ở hết, tại nó còn nhỏ, nó ở cái phòng riêng của nó à, các bạn thấy không, con chó của mình mà nó còn ngon hơn bao quê. Vậy nó có cái phòng riêng của nó, các bạn thấy không, có máy lạnh đồ đàng hoàng chứ phải. Nó có phòng riêng của nó ở. Con chó thế là có ý là con chó mà nó còn ngon vậy. Ở bên này đụng tới con chó là ở tù á, các bạn biết, đụng tới nó mà nuôi nó mà không chăm sóc bỏ quan đó, ở tù á. Nó còn hơn bao que. Đồ ăn của nó là đồ ngon không á, nó ăn còn ngon bao que ăn nữa. Đó. Các bạn thấy không, đồ ăn của nó này dữ dằn lắm, ăn phải đầy đủ chất bổ dinh dưỡng hết. Nuôi vậy nó khôn, nó mới khôn, nó giữ mình. Bởi kỳ đó mấy thằng ba que đâu dám nhảy qua hàng rào. Nhảy qua nó bụp cái phát một cái là văng, coi như là tiêu. Thôi xin chào anh chị các bạn nha, hẹn gặp sau nha, bye bye. Tại mình mua được mấy con cá đó, đồ ăn làm ở Việt Nam mình thấy vui quá, cho nên live stream.